Trận đấu giữa hai bóng Văn Minh và LC. Rồi trận đấu đã bắt đầu. Thì vẫn đang cần có thời gian để tìm lại chính mình. Rất nguy hiểm. Một phá điểm từ xa và vừa rồi thì Cường Sport thêm một tình huống nữa. Đã phải chứng tỏ tài năng của mình. Và chuyển cánh của Đạt Trị Hùng Con. Dứt điểm. Rất đẹp mắt, đã có bàn thắng dành cho cầu thủ Văn Minh. Người ghi bàn đó là Hùng Cọt. Một pha phối hợp rất đầy và một cú dứt điểm chính xác. Một pha dứt điểm của Hùng Cọt khiến cho Tuấn Ốc đã có vẻ như hơi lỡ đà khi mà Tuấn Ốc đã có phần dịch chuyển sang phía chân phải. Bàn thắng liên tiếp về những đội bóng áo màu sáng hơn ở hai sân. Một cú trả bóng ngược lại rất vừa lực của Hoàn Lé. Cú bẻ lòng. Khánh Kình cũng không hiểu ý nhau. Khả Thơ. Tiếng xử lý không rõ ràng của Dạ Tuyết. Rất đẹp mắt. Một pha tung móc rất đẹp mắt của Tú Yến khi một bóng hơi lập bập ở phía trước khung thành của Văn Minh. Tú Yến là người đã mang về bàn cân bằng tỷ số 1-1 dành cho cầu thủ LC. Thêm một bàn thắng khá đẹp mắt nữa. Một tình huống mà có vẻ như hàng phòng ngự của cầu thủ Văn Minh đã bộc lộ điểm yếu của mình khi không có một cầu thủ nào có thể đưa ra một tiếng cản phá một cách chính xác và quyết liệt. Chúng ta cùng theo dõi lại pha bóng này. Khánh Kình đã xuất hiện hơi muộn. Một tình huống Tú Yến đã ngả người. Một pha xử lý đúng chất võ của Tú Yến. Không được. Chúng ta vừa thấy một tình huống rất nguy hiểm được tạo ra và bóng đã đập vào khung thành của các cầu thủ LC. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống chuyền bóng này. Pha đánh đầu pha bóng cố định vẫn đang là những tình huống. Dứt điểm không được. Thêm một cú xử lý bóng bổng nữa của Hoàn Lê. Lần này Long Tiến đánh đầu treo bóng sau cú treo bóng của Hùng Còn. Đó là bóng trong Khả Thơ. Tuấn chạy Khả Thơ. Chúng ta hãy cùng theo dõi lại pháo này. Cú xử lý khá tốt đến từ Khả Thơ. Một đường chuyền vừa lực của Tuấn Sệ. Nhưng Cường Sport vẫn chứng tỏ khả năng và sự tập trung của mình. Tú Yến. Cú trượt chân Tú Yến. Rất chính xác. Một tiếng sai lầm đến từ hàng phòng ngự của các cầu thủ bên phía Văn Minh. Và ngay lập tức Tú Yến đã chứng tỏ giá trị của mình. Một pha xoay sở tốt và Tú Yến đã có được bàn thắng để nâng tỷ số trận đấu lên 2-1. Tình huống sai sót đến từ Đạt Trị mình ở trong trận đấu này. Như vậy đó là Hùng Cọt. Hùng Cọt đã trượt chân và Tú Yến đã có một cú xử lý rất tỉnh táo. Anh đã lắc qua được Khánh Kình và một cú dứt điểm ghim vào phía góc xa. Rất đẹp mắt và lại là bàn thắng tay cho cầu thủ Văn Minh. Một pha phối hợp đá phạt rất hay. Vừa rồi thì hàng phòng ngự của cầu thủ FC đã bị đánh lạc hướng. Một pha phối hợp đá phạt bình tĩnh và người cân bằng tỷ số đó là Đạt Trị. Tâm Ca Ca đã đưa ra một cú chuyền bóng rất chính xác. Một cú trả bóng vừa đủ. Đội trọng Tuấn Anh không được. Một pha đảo chân và xử lý quá hay của đội trọng Tuấn Anh nhưng cú dứt điểm lại hơi cao. Một pha bóng mà có lẽ nếu như bóng đi thấp hơn và đi vào phía trong khung thành thì không có cơ hội dành cho Tuấn Ốc. Một cú đảo chân rất khéo đã đủ để loại bỏ Phương Nhổ. Chỉ là tình huống chuyền bóng để cho Hùng Cọt có được bàn thắng. Rất chính xác và bây giờ là bàn thắng dành cho cầu thủ Văn Minh. Có lẽ người bàn đó là Tâm Ca Ca. Niềm vui của Tâm Ca Ca. Bàn thắng đến vào phút thi đấu thứ 58-59 của lại tình huống ghi bàn đến từ cầu thủ Văn Minh. Tâm Ca Ca là cú đánh gót rất đẹp mắt. Chúng ta cùng theo dõi lại pha bóng này. Rất đẳng cấp và đẹp mắt. Vâng, và lúc này thì trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu giữa đội bóng Văn Minh và LC. Một chiến thắng rất vất vả dành cho cầu thủ Văn Minh nhưng xứng đáng khi họ đã là người tận dụng tốt những cơ hội mình có được. Tâm Ca Ca là người đã có được bàn thắng quyết định dành cho các cầu thủ Văn Minh ở trong trận đấu này. Một cuộc đối đầu rất hay, một cuộc đấu trí thực sự của cả hai đội và những cơ hội đã được tạo ra. Và Văn Minh là người đã tận dụng tốt cơ hội mình có được.